Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn đảng, toàn dân ta. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đảng ta chỉ đạo triển khai thực hiện từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ như chỉ thị số 06 ngày 7 tháng 11 năm 2006, chỉ thị số 03 ngày 14 tháng 5 năm 2011, chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 và kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định việc học tập và làm theo Bác đã được nâng lên trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, không chỉ có tác động đến việc chăm lo về đời sống vật chất tinh thần, mà còn phát huy được dân chủ, sức mạnh của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. Thưa toàn thể hội nghị, toàn quân và học sâu sắc cho các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chuyên đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để ý đảng hợp lòng dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Việc thực hiện tốt chuyên đề năm 2024 sẽ phát huy ý chí, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của sự thống nhất giữa ý đảng lòng dân, để quyết tâm thực hiện thật tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, nghĩa tình và đáng sống. Chúng ta hiểu rằng ý đảng đó ở đây đó là một cái thực từ để mà diễn tả cái gì? Diễn tả đường lối, chủ trương, nghị quyết của đảng. Nhưng đường lối, chủ trương, nghị quyết đó nó phải được thể chế hóa nhà nước bằng trở thành gì? Trở thành chính sách và pháp luật của nhà nước. Để khi mà chúng ta thực hiện cái đó, đó thì nó sẽ trở thành một cái căn bản nền thống của một cái xã hội đang phát triển. Như vậy thì ý đảng ở đây được cuối cùng để thành hình là chính sách pháp luật của nhà nước đó, thì lúc nào nó cũng có một cái mục tiêu quan trọng lớn lao nhất, mục tiêu cuối cùng là gì? Là vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và phát triển văn minh. Thì đó là ý đảng. Lòng dân ở đây như đã nói là chúng ta phải làm sao thỏa mãn được, hiểu được, chia sẻ được cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Kể cả trong cái việc là hiểu, chia sẻ và góp phần thực hiện được cái nhu cầu phát triển về các mặt của nhân dân. Về việc thực hiện các quyền dân chủ, các quyền hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân, rồi kể cả về cái việc là phát huy các năng lực trí tuệ của nhân dân trong thực hiện các cái chủ trương chính sách của nhà nước, của xã hội. Nói ý đảng lòng dân là nói đến hai yếu tố cội nguồn sâu xa, then chốt và cũng là trực tiếp nhất quyết định mọi quá trình cách mạng. Đảng lãnh đạo và nhân dân làm chủ. Ý đảng lòng dân và lòng dân ý đảng thể hiện đặc biệt ở chỗ ra nghị quyết, chỉ thị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo, đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình, rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo, là làm việc theo cách quan liêu. Vì vậy, muốn ra chỉ thị, nghị quyết thì phải xuất phát từ thực tế, mà thực tế quan trọng nhất là tâm tư, nguyện vọng và đòi hỏi của các tầng lớp nhân dân. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương đường lối, bằng việc nêu gương của cán bộ đảng viên, đảng lãnh đạo thông qua bộ máy nhà nước và các tổ chức quần chúng. Cho nên điều quan trọng nhất là cụ thể hóa nghị quyết vào hoàn cảnh, điều kiện thực tế của mọi địa phương đơn vị. Trong một bài phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết đại hội 12 của đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở, điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống. Thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Nếu như một nghị quyết đúng là do khi xây dựng đã bám sát vào thực tiễn, đã đưa cuộc sống vào nghị quyết, thì khi triển khai, điều căn cốt nhất là làm cách nào đưa nhanh nghị quyết trở lại cuộc sống. Việc xây dựng các chương trình hành động phải sát với thực tiễn, mang tính khả thi hiệu quả. Đi liền với đó là cần có các kế hoạch kiểm tra giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh ở từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể. Có được như thế,
thì nghị quyết sẽ đi vào lòng dân, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Nghị quyết không còn ở trên giấy, mà đã thực sự được triển khai vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, điều hành và lực lượng đều ở nơi dân. Lực lượng của dân rất to. Thực tiễn cuộc sống cho thấy, để nhân dân hiểu, ủng hộ và tham gia thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thì cần thiết phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng cách thức phù hợp, hiệu quả, gắn với nâng cao đời sống, giải quyết lợi ích thiết thực của nhân dân. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Những năm qua, các cấp ủy chính quyền tỉnh Bình Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm tăng cường công tác dân vận, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể đã triển khai nhiều mô hình như gần dân, sát dân, giúp dân, thương yêu, quý trọng dân, học tập dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ý Đảng lòng dân đã thực sự trở thành nguồn nội lực mạnh mẽ để tỉnh Bình Dương đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã phát triển hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn với đô thị và các địa phương. Các địa phương trong tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đơn cử như huyện Phú Giáo có tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn do cộng đồng dân cư đóng góp hơn 340 tỷ đồng, vốn do doanh nghiệp đóng góp hơn 360 tỷ đồng. Hay như trong cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thành phố Thuận An đã huy động được sự đóng góp của nhân dân hơn 50 triệu đồng trên tổng vốn 690 triệu làm một đường giao thông. Có 938 hộ đăng ký hộ gia đình văn hóa đạt 100%. Bên cạnh huy động sức dân thì trong tất cả các chính sách cũng luôn hướng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, góp phần cải thiện và nâng cao cuộc sống của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị. Một biểu hiện cụ thể và rõ nét nhất là từ sự đồng thuận cao, sự tích cực hưởng ứng tham gia của nhân dân, nên Bình Dương đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đến nay, 100% thủ tục hành chính sau khi công bố đều được cập nhật, đăng tải công khai vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định, đồng thời thực hiện niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, bộ phận một cửa của 20 trên 20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 9 trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 91 trên 91 đơn vị hành chính cấp xã, tạo điều kiện cho mọi cá nhân tổ chức thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Cơ chế một cửa liên thông được triển khai đồng bộ, đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn luôn đạt trên 98%. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật thông tin tiến trình xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia và ghi nhận trong bộ chỉ số 766. Bình Dương 2 năm liền xếp hạng 2 trên 63 về chỉ số PAPI, hạng 4 trên 63 về chỉ số hài lòng CPAS, 3 năm liên tiếp đạt top 7 ICF và mới đây là top 1 ICF về chiến lược xây dựng thành phố thông minh. Theo như cái xu hướng điện tử bây giờ thì rất là thuận tiện. Như hồi trước thì mình phải đem hồ sơ giấy lên cơ quan mình nộp. Nhưng mà bây giờ những cái chế độ như là chế độ nghỉ ốm đau thai sản hay là cái gì đó, mình làm internet hết, mình làm trực tuyến hết. Là sau đó là những cái chi phí bảo hiểm hoặc là hồ sơ gì đó sẽ được trả về cho cơ quan của mình. Mình không còn phải đi. Là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc triển khai thực hiện chuyên đề học tập năm 2024 của tỉnh ủy. Vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức hội thảo chuyên đề vai trò của báo chí trong thực hiện ý Đảng hợp lòng dân. Hội thảo là một hoạt động có ý nghĩa nhằm bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các hội viên. Qua đó, tạo nên đội ngũ nhà báo tỉnh vừa hồng vừa chuyên, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong đặc điểm tình hình riêng của tỉnh Bình Dương để góp phần củng cố, nâng cao mối liên kết chặt chẽ
và phát huy sức mạnh ý đảng, lòng dân. Yêu cầu thứ nhất tôi thấy đó là báo chí, các anh em chúng ta phải cố gắng làm sao là hiểu đủ, hiểu đúng, hiểu hệ thống những cái gì thuộc về nghị quyết, chính sách, đường lối, pháp luật của nhà nước Bình Dương, của đảng bộ Bình Dương đối với các vấn đề thuộc về phát triển kinh tế xã hội. Nhà báo đó khi mà thực hiện các cái quá trình mà tác nghiệp liên quan đến lòng dân phải hiểu và thấu hiểu, chia sẻ được cái lòng dân. Và chia sẻ lòng dân ở đây là chia sẻ xem những cái gì mà lòng dân liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân thì nó thực hiện, thường nó hướng đến mấy cái điều. Một là cái nhu cầu phát triển của nhân dân trong từng mặt phát triển, kể cả về đời sống vật chất và đời sống tinh thần đã được đáp ứng chưa, nghị quyết của đảng có gì phù hợp để đáp ứng nó, nâng nó cao lên hơn, hay là có cái gì đó nó có thể là làm nó giảm sức phát triển, thì phải tìm hiểu nắm chắc để còn có thể làm cái cầu nối góp ý cho ý đảng để làm cho nó hợp lòng dân hơn. Hoặc là chúng ta phải nắm trong lòng dân đó, thì như vậy là những cái kiến nghị của nhân dân về cái việc mà phát huy những cái tiềm năng, thế mạnh, tri thức, kinh nghiệm cũng như là năng lực của nhân dân thì phải được phát huy mạnh mẽ trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức thực hiện cái nghị quyết của đảng, các cái chính sách pháp luật của nhà nước. Thì như vậy là quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, tức là liên quan tới ý đảng đó, là tổ chức thực hiện nó đã có phối hợp để mà phát huy được các cái tiềm năng sức mạnh trong nhân dân chưa. Nếu chưa mà có chỗ nào đó chưa có hoàn thiện thì nhà báo phải làm cái cầu kết nối để làm sao cho ý đảng ngay trong tổ chức thực hiện thì nó phù hợp với lại và nó phát huy được những cái tiềm năng, thế mạnh về tri thức, về kinh nghiệm, về năng lực của phát triển hoạt động của nhân dân của chúng ta. Nếu nhà báo chúng ta mà làm được để cái ý đảng hợp lòng dân thì như vậy là thế nào? Về đối với đảng đó thì đảng sẽ mạnh hơn, bản lĩnh hơn, chân chính hơn, được dân dân yêu mến hơn và gắn kết với lại xã hội và làm cho lập dân tin tưởng vào xã hội hơn, tin tưởng vào chế độ, tin tưởng vào một cái tương lai phát triển. Và như vậy làm nhà báo được thực hiện tốt cái sứ mạng của mình. Việc triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2024, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để ý đảng hợp lòng dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức tinh thần, nói đi đôi với làm, trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 của tỉnh nhà. Chương trình Đảng trong cuộc sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.